Bước thứ nhất là clock in. Khi họ mới vào tiệm thì họ sẽ bấm function, bấm số mật mã của họ vào and then bấm clock in. Bước thứ hai là open ticket. Khi khách đến tiệm thì người thợ họ sẽ bấm tên của họ lên. Tên của họ sẽ chuyển qua bên in service, có nghĩa là họ sẽ bận. Bây giờ mình sẽ mở ticket lên để mình chọn cái dịch vụ mà khách muốn. And then bấm start. Bước cuối cùng là bước thứ ba, check out customer. Thì mình sẽ mở cái ticket đó lên lại. And then mình bấm pay.